là vì pháp luật lúc này và cho cả đến giấy tờ tùy thân nào cũng không có xác nhận độc thân. Mở ngoặc, là vì pháp luật lúc này và cho cả đến nay đều quy định nếu nhận con nuôi là phải hai vợ chồng cùng nhận. Ai nói nhận con nuôi là phải hai chồng cùng nhận? Cái vụ này tôi nhớ tôi học ở trường luật đâu có ai dạy tôi kiểu này đâu ta. Thằng nào con nào đưa ra cái luật pháp luật nào quy định là nhận con nuôi phải có hai vợ chồng cùng nhận? Ai nói? Tụi bay học được bao nhiêu luật mà viết ra bố láo có béo nha. Do đó thông tin dữ liệu khai sinh cũng như thông tin dữ liệu nuôi con nuôi của công chúa đều không hề thể hiện giấy tờ tùy thân của anh tôi. Là những dữ liệu cực kỳ quan trọng mà pháp luật quy định bắt buộc phải có. Không có bất kỳ một lá đơn nào của anh tôi thể hiện ý chí về việc này. Còn chữ ký trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi cũng là chữ ký giả, nhất là chữ ký của anh tôi. Tôi cũng đồng thời gửi kèm theo đây đơn yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký đối với chữ ký được cho là của anh tôi, tức là ông Hoàng trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi mà quận đang lưu giữ. 3. Đồng thời việc đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi nói trên cũng không được thực hiện đúng nơi có thẩm quyền là Ủy ban dân phường 1 quận Phú Nhuận, trong khi thì nhà anh tôi lúc đó chỉ cách Ủy ban dân phường 1 có 80 mét. Tôi khẳng định toàn bộ hồ sơ này là giả mạo. Các bạn nhớ cái chữ này nha các bạn. Tôi ở này mình không có làm đậm được. Tôi khẳng định toàn bộ hồ sơ này giả mạo. Ai đó đã cố tình mạo danh anh tôi dùng mối quan hệ quen biết để hợp thức đăng ký cho cô Hồng Loan tại Ủy ban dân quận thành con nuôi hợp pháp về mặt pháp lý. Do đó tôi yêu cầu hủy việc đăng ký bất hợp pháp này. Ủy ban dân quận trả lời hợp pháp, còn bà ta cho là bất hợp pháp. Tôi đọc cho các bạn nghe nhé, rồi một lát tôi sẽ phân tích. 2. Bổ sung nội dung khởi kiện. 1. Yêu cầu chia thừa kế cho hàng thừa kế thứ hai. Có nghĩa là hủy là không có hàng thừa kế thứ nhất. Hiện nay gồm có người là ta, rồi em trai tôi, đối với tài sản là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm là di sản của anh tôi để lại. Là bây giờ là thay mặt để mà lấy luôn ha. Lý do công chúa không phải là con nuôi hợp pháp của anh tôi nên hàng thừa kế thứ nhất của anh tôi không còn ai. Chúng tôi là hàng thừa kế thứ hai của anh tôi nên được thừa kế theo pháp luật. 3. Về án phí và tạm ứng án phí. Căn cứ vào điểm C khoảng 1 điều 12 nghị quyết 326/2016 quy định miễn nộp tiền tạm ứng án phí đối với người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, điều 2 luật người cao tuổi. Nay tôi đã 60 tuổi thuộc trường hợp được miễn án phí và tạm ứng án phí, kính đề nghị tòa xem xét cho tôi được miễn đóng tạm ứng án phí đối với các nội dung khởi kiện. Đồng thời xin được nhận lại số tiền tạm ứng án phí mà tôi đã đóng trước đây. Kính đề nghị quý tòa xem xét giải quyết theo quy định. Như vậy là hôm trước tôi có nói với các bạn đúng không? Hôm trước tôi có nói với các bạn là cái vấn đề mà đóng án phí đúng không? Để mình cho cái này nhỏ lại đó. Rồi. Hôm trước thì tôi có nói với các bạn là vấn đề đóng án phí. Mà tôi đã nói là khi mà bà ta nộp cái đơn mà ngày 2, ngày 3 tháng 5 với ngày 25 tháng 5 đó, là cái đơn đó là chưa đủ tuổi nên bắt buộc phải đóng án phí và tạm ứng án phí. Thì thực chất ra là bà ta đã có đóng án phí rồi, đã có đóng tạm ứng án phí rồi, 30% hoặc 50% tạm ứng án phí rồi các bạn. Cho nên tòa nó mới thụ lý, chứ không tạm ứng án phí, tòa người ta không có thụ lý. Điều đó là hết sức rõ ràng ha. Hết sức rõ ràng, không gì bàn cãi nữa, đúng không? Như vậy là chứng tỏ là chị ta đã có đóng tạm ứng án phí rồi. Được rồi, vậy là bắt đầu chúng ta vào cuộc thôi, phân tích thôi ha.
để mình cho cái này nó nhỏ lại chút. Rồi được rồi, đấy vậy mình ok. Như vậy là bà ta đã có tạm ứng ăn phí rồi ha. Rồi, vậy thì tiếp tục chơi. À, như vậy thì cái hôm vừa rồi là ngày 25 tháng 8 hay là ngày mấy tháng 8 đó thì mới bắt đầu là đủ là sinh nhật đủ 80 tuổi, cho nên là cái ngày 3 tháng 5 với ngày 25 tháng 5 là hai cái lá đơn đầu là chưa có đủ tuổi, cho nên là phải đóng tạm ứng ăn phí. Và bây giờ nói là đã đủ tuổi rồi thì xin là cho là miễn, tại cho xin lại cái tiền tạm ứng ăn phí. Các bạn thấy nó có được không? Thấy có được không? Ai cho miễn phần tạm ứng ăn phí? Cái đơn này là cái đơn bổ sung cho cái đơn kia. Tòa thủ lý ngày 25, ngày 5 tháng 6 hay ngày 5 tháng 5 gì đó. Nói chung là còn 2-3 tháng nữa mới tới đủ tuổi thì phải đóng tạm ứng ăn phí thôi. Làm gì có động tạm ứng ăn phí, là vụ án chưa đưa ra xử mà anh là tính thằng là bây giờ anh xin lại, anh tính ngày đủ tuổi, giờ xin lại, làm gì có chuyện đó các bạn. Không có chuyện đó. Người ta tính kể từ ngày đầu anh nộp đơn thôi. Bây giờ anh có nộp 10 cái lá đơn nữa cũng vậy mà thôi. Tại đơn này đơn bổ sung mà chưa chắc về tòa đã chấp nhận cái lá đơn này. Bởi vì cái lá đơn này không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa. Tôi nói thẳng với các bạn luôn là không có thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa. Nha. Ở đây thì các bạn thấy họ xác nhận là cái gì cũng giả đúng không? Ủy ban dân quận Phú Nhuận cấp giấy tờ là giả. Rồi giấy sinh con nuôi là giả. Hồ sơ sinh con nuôi là giả, cho nên là suy ra là giấy khai sinh cũng giả luôn. Rồi chữ ký của cố nghệ sĩ là giả. À, như vậy là tất tần tật, cái gì cũng giả hết đúng không? À, chỉ để ông Lê Tính ông nói nè, cái gì cũng giả hết. Để tụi con Lê Tính ông nói gì? Chuẩn bị quay nhá. Không quay đâu. Sao thế? Bên trên bạn vừa nói, quay. Chỉ có nó là thật thôi, thật lắm không vậy? Nhớ thật là nhớ thật thiệt là thật nha. Mấy vị luật sư trên cộng đồng mạng rối não với tụi nó luôn. Nhiều vị phải kiểm tra về kiểm sách tra cứu lại. Có nhiều vị nghe xong uống thuốc an thần mỗi ngày. Ủa rồi còn Thành Mỹ đâu mấy má? Anh Tư mất rồi, Thành Mỹ thay thế anh Tư vô hạn thừa kế thứ hai chứ. Tự nhiên tàn hình luôn Thành Mỹ. À, giống như từng tàn hình Hồng Loan trên hoa viên Bình Dương vậy. Cái này thì ở này thì anh Lê Tính nói không đúng. Nói không đúng. Nếu mà có hàng thừa kế thứ hai, thí dụ như giờ ông Vũ Linh ông mất mà ông Tư ông mất sau thì mới thành hàng thừa kế thứ hai. Thí dụ như bây giờ có hàng thừa kế thứ hai, thí dụ giả sử như là ông Vũ Linh ông mất mà còn hai người đó là bà Sáu với ông Bảy ha. Mà bây giờ một trong hai người đó mà bị mất, mà nếu nó phát sinh hàng thừa kế thứ hai thì những đứa con được lên hưởng, bởi vì nó là hàng thừa kế thế vị. Nhưng mà đương nhiên không phải là cái cậu khác huyết thống kia nhá. Đó là như vậy. Còn Thành Mỹ thì không được, bởi vì là ông Tư mất trước. Nên cái người mà người con chỉ được hưởng thừa kế khi mà cái người cha mẹ của mình là phải mất sau. Nên các bạn nữa đó người ta gọi là thừa kế thế vị. Để tôi giải thích cái thừa kế thế vị như các bạn vậy nè. Thí dụ như là bây giờ là hàng thừa kế thứ nhất của ông Vũ Linh là bao gồm có cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, ha, con ruột, con nuôi, vợ, đó nha. Thì bây giờ cái hàng thừa kế thứ nhất của ổng là đã mất hết, còn lại Hồng Loan, đúng không? Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất, đúng không? Rồi giả sử như bây giờ mà ổng mất rồi Hồng Loan nó vẫn còn, là nó đang hưởng hàng thừa kế nhất gì? Mà lỡ Hồng Loan gặp chuyện gì thì không phải Hồng Loan mà bây giờ gặp chuyện gì thì không phải là Hồng Loan bị mất thừa kế, mà tài sản nó thể thuộc về 5 đứa con của Hồng Loan và chồng của Hồng Loan, là 6 người đó. Họ sẽ là gì các bạn? Là hàng thừa kế thế vị. Thế vị nha. Nó vẫn phát sinh hàng thừa kế thứ nhất, bởi vì cái người còn lại mất sau đó. Cho nên là trong trường hợp này thì anh Lê Tính anh hiểu sai vấn đề này. Bởi vì anh Tư mất thì Thành Mỹ không thể nào là hàng thừa kế thứ hai được, bởi vì anh Tư mất trước chứ không phải là mất sau nha. Nếu mất sau thì thừa kế thứ hai, đúng vậy, mất trước là không được nha. Nói chung là người nào mất trước, cái người mà để lại tài sản thì không được hưởng,
chỉ có người mất sau, chỉ có mất sau người để lại tài sản thôi. Mà nếu mà trường hợp gì đó tài sản chưa chia thì con của họ sẽ lên thế họ để mà nhận cái tài sản đó. Nên trong luật họ gọi là thừa kế thế vị. Lạy hồn sống thôn các sống khôn thất thiên, làm ơn điền tên thành mỹ vô danh sách những người có liệt quyền lợi liên quan. Họ quen nó là họ Võ, chứ đừng đi lộn nhà họ Lê mấy thím cái gì vậy trời. Tham quá hóa cuồng, bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng đó chưa đủ. À, vậy pháp luật ở đâu, chính quyền ở đâu mà để đám dị nhân nó lộng hành quá vậy? Lần đầu mới thấy cộng đồng mạng từ trong nước ra tới hải ngoại phải bó gối khoanh tay lắc đầu ngao ngán trước những gì mà họ đang nghe và đang thấy.